Bài tập hôm nay sẽ thiên về sự kéo giãn, tập trung chính vào hai cơ bên sườn, hai bên, side bend. Mọi người bước, đứng lên, bước về đầu thầm. Với hai bàn chân song song, cách rộng bằng vai, thả lỏng tay. Tư thế núi, khít vào hai tay đan. Thả ra vươn, lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Nhắm mắt lại. Hít thở chậm này. Hít thở chậm. Thả lỏng toàn bộ cơ trên vùng vai và vùng cổ. Chúng ta đẩy căng bàn tay, nhưng cơ vai và cơ cổ hãy thả lỏng ra. Hơi đẩy ngực lên một chút. Giữ hơi thở trầm, thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng toàn cơ trên vùng trán. Từ từ chùng tay, hít vào đầy một hơi, hai tay đan lại sau lưng. Thật ra đẩy căng lồng ngực về trước, nâng cằm lên, đẩy căng, đẩy căng. Đẩy bàn tay ra xa khỏi mông. Thật chậm này. Từ từ duỗi dài lưng về trước và gập người xuống. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Thả lỏng khớp vai để cánh tay của chúng ta rơi về sau. Hãy tập trung vào vùng bụng. Mỗi lần thở ra, thả lỏng khoang bụng để cho sức nặng cơ thể tự làm cơ thể mình chìm sâu xuống. Hai tay chống lên lưng. Hít sâu một hơi. Từ từ đứng lên, thật chậm, thật chậm. Thật ra buông tay, giữ nguyên hít thở sâu một hai hơi cho đỡ chóng mặt. Tư thế nghiêng mình, hai bàn chân vẫn song song và cách rộng bằng vai, giữ nguyên vị trí. Hít vào, hai tay vươn lên, đan lại. Đẩy ngược lên, đẩy ngược lên. Thật ra nghiêng người sang bên trái. Đẩy hông sang bên phải. Nhìn thẳng về phía trước. Hơi xoay vai lên trên. Nếu có thể thì hãy hít thở chậm. Trong trường hợp mình cảm thấy rất là khó thở, hơi bó cái hơi thở chúng ta lại, thì chúng ta hít thở nhanh lên một chút, chứ đừng có nén thở nhé. Cái khoảng cách giữa hai mang tay với cái bắp tay của hai bên ấy, nó đều nhau. Gồng siết cơ bụng, đứng lên. Hạ tay xuống. Nào thả lỏng vai một chút nếu mà bị mỏi cổ. Động tác này mọi người hay bị, chúng ta hay siết cái bó cơ cổ lại. Nên khi nghiêng xong ấy, đứng dậy là hay bị mỏi. Thả lỏng ra chút. Từ bên, hít vào, hai tay vươn, đan này. Cứ thả lỏng bắp tay và cổ ra. Thả ra nghiêng sang bên phải. Đẩy hông sang bên trái. Nhìn thẳng về trước. Đẩy ngược lên. Hơi xoay vai lên trên ấy, thì đó người không bị gập người xuống. Chú ý đừng để gồng cổ nhé, thả lỏng bắp tay, thả lỏng vùng cổ ra. Tối thiểu mỗi động tác chúng ta sẽ giữ trong 30 giây, hoặc trong 2 nhịp thở đến 3 nhịp thở. Gồng siết cơ bụng, đứng lên. Hạ tay xuống. Hãy thả lỏng vai một chút,
xoay vai, xoay cổ. Tập dần chúng ta sẽ thả lỏng một cách dễ hơn khi kết thúc động tác sẽ không bị mỏi. Thì để căng duỗi, hít vào tiếp tục hai tay vươn lên, cánh tay song song với nhau. Thật ra vươn dài người về trước, gập người xuống. Hai tay nắm cổ chân. Hít thở chậm lại, nhắm mắt lại. Hãy cảm nhận hơi thở. Khi thở ra, cố gắng thả lỏng toàn bộ khoang bụng và thắt lưng. Cái tay nắm cổ chân chỉ gọi là hơi nắm một chút thôi. Và tăng nhẹ một chút lực căng. Đừng kéo mạnh quá. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cái sức nặng cơ thể. Chỉ cần thả lỏng vai, thả lỏng thắt lưng là tự nó đã chìm xuống rồi. Việc còn lại là hít thở sâu và hít thở chậm. Từ từ buông tay, từ từ buông tay. Tư thế tấm ván. Hít vào bước lùi hai chân về sau, tư thế tấm ván. Thật ra hà vong lưng với tư thế con rắn, đẩy ngược lên, nhấc cao vai, cái mang tay và cái bờ vai của chúng ta ở cách xa nhau, để căng cả chân. Hít vào gật đầu lại, tư thế chó dưới mình, đẩy cao mông lên, rút cao mông lên, thật ra nhấn xuống thật chậm. Hay tách đều ngón tay để tăng lực bám trên thảm. Hai bàn chân song song. Hãy hơi đẩy gót chân ra ngoài một chút. Đẩy cao mông. Hạ hai gối xuống thảm. Chúng ta ngồi dậy. Nếu mà đau gối thì chúng ta gấp thảm lại cho đỡ mỏi gối nhé. Gấp thảm lại. Mặt chân phải dựng lên với bắp đùi chân phải này, vuông góc về sàn. Chân trái ra ngang. Chân trái ra ngang. Ra hẳn ngoài thảm. Giữ lưng thẳng lên, chúng ta hai cách thực hiện nhé. Một là tay phải vươn và nghiêng. Hai nâng cao hơn là cả hai tay cùng nghiêng. Chuẩn bị. Hít vào hai tay vươn hoặc một tay vươn. Đẩy ngược lên. Thật ra nghiêng sang bên trái. Cái vị trí căng sẽ tập trung chính vào sườn bên phải. Kéo căng, kéo giãn sườn bên phải. Hai cách thực hiện. Một cách cơ bản là tay sẽ nắm cổ chân bên dưới hoặc bắp chân. Tay còn lại bên trên áp sát mang tay. Nâng cao hơn là cả hai tay cùng đan. Hơi xoay vai đi, hơi xoay vai lên trên. Đẩy ngực. Gom siết cơ bụng. Hạ xuống. Chúng ta giữ nguyên chân nhé, giữ nguyên chân. Tay phải chống ra ngoài thảm. Gần như ba điểm sau này. Bàn tay phải, đầu gối và bàn chân trái nó thẳng thành ba điểm đã. Nâng thẳng lên. Hít vào tay trái vươn lên, áp sát mang tay. Nâng cao mông lên, nâng cao mông lên. Thật ra chúng ta tăng độ cao bằng cách di chuyển chân trái về sau. Đẩy ngực lên. Vươn tay trái về sau, áp sát mang tay. Làm chân trái của chúng ta chạm xuống sàn. Hãy đẩy căng tay và đẩy căng chân. Động tác này sẽ kéo giãn toàn bộ phần thân bên trái. Đẩy ngược lên. Nếu muốn căng hơn, hãy đẩy dúi người chúng ta về phía trước, dồn trọng lượng đầu gối. Tất nhiên nếu ai đau gối thì đừng làm như vậy.
Đẩy căng cánh tay. Từ từ nâng lên. Hạ xuống. Chúng ta đổi bên. Bàn chân trái dựng lên, chân phải di chuyển ra bên ngoài. Hãy nhớ nếu đau gối hãy gấp thảm lại nhé. Hít vào hai tay vươn hoặc một tay vươn. Giữ thẳng lưng. Thật ra nghiêng bên phải. Nghiêng bên phải. Nhìn thẳng về trước. Mỗi động tác đều có nhiều cách thực hiện. Nếu mình cảm thấy căng hoặc khó thở quá thì hãy sử dụng mức cơ bản với tay phải nắm vào bắp chân. Tay trái bên trên sát mang tay. Nếu đau gối hãy gấp nhiều lần thảm vào. Đẩy ngược lên. Từ từ nâng người lên. Hạ xuống. Chúng ta giữ nguyên chân phải. Tay trái chống ra bên ngoài. Hít vào tay phải vươn lên. Áp sát mang tay. Thật ra di chuyển chân phải về sau. Uốn cong người lên trên. Cái sức nặng cơ thể chúng ta sẽ dồn vào bàn tay. Ai muốn căng hơn, hãy ngước nhìn theo bàn tay của mình và đẩy căng chân. Hít thở trầm. Và tay sát mang tay, tay sát vào mang tay. Đẩy ngược lên. Hạ xuống. Chúng ta ngồi xuống. Hai chân co lại. Tư thế góc cố định. Hãy kéo gót chân gần sát gần vào háng. Hít vào đẩy ngược lên hai tay đan. Giữ lấy bàn chân. Thật ra giữ dài sống lưng gập người xuống. Kết hợp với khuỷu tay sẽ nhấn hai chân xuống dưới. Vẫn kết hợp với hơi thở chậm, sâu, đều. Các bài tập kéo giãn sẽ kết hợp với hơi thở sâu, chậm và đều. Hãy nhắm mắt lại để hít thở sâu nhiều hơn. Đẩy ngược lên. Hơi ngẩng đầu lên một chút. Thả lỏng chán. Nào tăng hơn độ căng một chút. Từ từ nâng người lên. Chân phải chúng ta giữ nguyên, chân trái chúng ta dang ngang. Gót chân phải kéo gần vào háng. Bàn chân trái dựng lên, siết bắp đùi chân trái lại. Vẫn động tác nghiêng. Hít vào tay bên phải vươn lên. Tay trái giữ thẳng trước mặt. Thật ra nghiêng người sang bên trái. Đẩy ngược lên. Điều chỉnh nào. Bàn chân trái dựng lên. Cánh tay phải duỗi thẳng. Xoay vai lên. Tư thế này sẽ làm mềm toàn bộ phần thân bên phải. Hãy hít thở trầm một chút. Hít thở trầm. Cái chân mà đang co đấy, chúng ta duỗi thẳng mũi chân nha. Chân đang co sát gần háng. Hãy duỗi thẳng cổ chân, mũi chân. Giữ nguyên như vậy nhá. Bây giờ cần xoay úp người xuống thôi. Úp người xuống sàn. Tay trái cũng vươn xa. Hai tay ở phía trước bàn chân. Mỗi lần thở ra chúng ta lân tay và gập sâu người xuống. Hãy nhớ duy trì hơi thở thật sâu, đều và chậm.
trong bài tập hôm nay. Tất cả động tác đều là kéo giãn. Do vậy hơi thở phải chậm thì mới phát huy hiệu quả cho mỗi động tác. Nếu ai dẻo hơn có thể nằm sát người xuống. Nhưng chú ý dựng bàn chân trái lên, không để trùng gối, không để bênh gối. Từ từ ngồi dậy. Chúng ta đổi chân, chân phải sang ngang, chân trái co gần lại. Điều chỉnh đi, bàn chân phải dựng lên. Hãy tưởng tượng nếu bây giờ có viên gạch ấy, kê sau bàn chân thì bàn chân lúc nào cũng dựng thẳng, chứ không để nó đổ về sau này nhé. Bắt đầu. Hít vào, tay bên trái vươn, xoay người sang bên trái. Thật ra nghiêng người sang bên phải. Một người có thể nhắm mắt lại để tập trung tốt hơn. Hít thở trầm. Hít thở trầm. Xoay vai lên trên. Cảm giác căng vừa vào phần khớp háng bên phải, vừa vào sườn bên trái. Đừng quá tập trung vào việc nắm tay và cổ chân. Hãy tập trung vào việc kéo giãn nó, kéo giãn sườn bên trái là chính. Xoay người sang bên phải, úp người xuống. Hai tay vươn ra xa, ở phía trước gót chân bên phải. Muốn vươn được chúng ta căn chỉnh đúng vào cái hơi thở ra đấy. Cứ khi nào thở ra thì mình sẽ lân tay. Còn khi hít vào hãy giữ nguyên. Hít thở trầm. Rồi từ từ nâng lên. Giữ thẳng hai chân về phía trước. Hai gót chân của chúng ta sát vào hai mép thảm. Sát mép thảm. Bàn chân dừng lên, vẫn động tác kéo giãn thôi. Giữ lưng thẳng. Hít vào, hai tay vươn thẳng lên trần. Bàn chân dừng lên nhé. Thật ra vươn dài người về trước. Chạm tay vào giữa hai chân. Tiếp tục nhắm mắt lại. Hãy giữ cố định phần chân đã, với bàn chân dừng lên. Thở ra chúng ta lân tay, lặp lại liên tục. Mỗi lần thở lân tay một chút. Cái cảm giác giống như là một con sâu đang bò. Cứ mỗi lần mình thở ra, mình sẽ trườn người về trước, mình sẽ vươn dài, sẽ dướn dài về trước thì cái sống lưng nó mới được kéo giãn. Do vậy hơi thở thật dài thật sâu thì kết thúc buổi tập cảm giác người nó nhẹ hẳn đi mà không bị đau. Từ từ lùi lại. Tư thế vận mình, giữ thẳng hai chân đã. Chân trái gác sang bên chân phải. Cái gót chân trái này ngang với đầu gối chân phải. Dựng thẳng đầu gối lên đã. Thẳng lưng, thẳng lưng. Hít vào đẩy ngực lên. Thật ra xoay sang bên trái. Khuỷu tay phải đẩy vào đầu gối, tay trái chống về sau. Xoay nhìn về sau. Hãy điều chỉnh nhé. Cứ thở thì chúng ta xoắn căng hơn một chút. Và hít vào thì giữ nguyên.
Nền ngược lên. Từ từ xoay lại. Chúng ta đổi chân. Nào, điều chỉnh lưng đã. Thẳng lưng lên. Thẳng đầu gối lên. Hít vào. Thật ra xoay sang bên phải. Nhìn về sau. Ở mức độ nâng cao, cái bàn tay trái của chúng ta ấy, có thể nắm lấy bắp chân, duỗi thẳng ra. Xoay cả khớp cổ để nhìn về sau. Ta đẩy ngược lên. Thông thường cái tay đằng sau sẽ chống cách mông khoảng một gang và chống bằng ngón tay. Mục đích chống bằng ngón tay để nâng cao và giữ thẳng lưng. Từ từ xoay người lại. Nó co chân, tư thế lăn lưng. Hai tay ôm lấy gối, cuộn tròn người và lăn lưng. Thả lỏng người ra. Nằm hẳn xuống. Tương tự như tư thế góc cố định, duỗi hai chân lên, đẩy rộng gối ra ngoài, bênh mông lên, hai tay vòng qua ôm lấy bàn chân, ôm lấy bàn chân. Thả lỏng toàn bộ khoang bụng. Hít thở chậm lại. Đặc biệt là khoang bụng nhé. Thả lỏng khoang bụng, khớp háng, thắt lưng. Sau đó tăng dần độ căng này. Kéo bàn chân về phía cằm. Nếu có thể dẻo hơn, hãy vòng tay ôm hẳn lấy chân. Không cần nâng đầu lên đâu, đầu vẫn giữ nguyên. Chúng ta kéo bàn chân về phía cằm. Nếu chạm được thì càng tốt, nếu không thì không sao, cứ giữ nguyên. Từ từ buông tay. Thì đấy, tách ngang. Mỗi tay chúng ta giữ một ngón chân cái. Thả lỏng tự do để chân rơi sang hai bên. Với tùy từng người khác nhau, có người chỉ cần thả lỏng mà để chân rơi sang hai bên, không nhất thiết phải duỗi thẳng chân. Với những ai dẻo hơn thì chúng ta hãy duỗi thẳng chân ra, nhưng vẫn thả lỏng người. Để tự cái sức nặng của chân nó sẽ chìm và nó kéo giãn toàn bộ khớp háng của chúng ta. Việc còn lại đó là hít thở chậm thôi. Hít thở chậm và thả lỏng vai. Từ từ thu chân này. Tư thế cầu, kéo gót chân gần đầu mông, hai bàn chân song song, tay chạm gót chân. Bắt đầu. Hít vào. Đẩy nâng cao mông lên. Thật ra giữ. Có thể sử dụng tay hỗ trợ đẩy cao tiếp lên, sau đó bỏ tay ra. Một biến thể nâng cao hơn đó là hai tay chúng ta đan lại ở dưới lưng. Tất nhiên mình cần kiểm tra nhé. Nếu cảm thấy căng hoặc mỏi quá thì đừng có tăng thêm độ căng. Hơi ép hai đầu gối vào trong một chút. Hạ xuống.
Hai tay đan ôm lấy gối. Thả lỏng người. Hít thở chậm này. Thả lỏng toàn bộ bàn chân, vùng bụng, thắt lưng. Thả lỏng khớp vai. Từ từ buông tay, chúng ta nằm nghiêng hẳn sang bên trái, chúng ta thư giãn. Hãy để cho cả hai bàn chân cùng chạm xuống sàn, với chân phải ở phía trước, hai chân co. Sau đó xoay người ngược lại, tay phải ra ngang, lòng bàn tay ngửa lên trên, nhắm mắt lại. Hít thở chậm. Thả lỏng toàn bộ bàn chân. Thả lỏng toàn bộ thắt lưng. Và đặc biệt, thở ra thả lỏng toàn bộ phần khớp vai. Hãy để ý, hít thở chậm, hít sâu hơi, thở ra mình nghĩ đến các cái vị trí gây ra căng thẳng. Rồi từ từ nâng lên, chúng ta đổi bên. Trước tiên nằm nghiêng hẳn sang bên phải đã. Nghiêng hẳn sang. Cái bàn chân trái chúng ta vượt qua chân phải nhé, để cả hai bàn chân cùng chạm vào sàn. Xoay người ngược lại. Với lòng bàn tay trái ngửa lên trên. Xoay cả đầu nhìn về sau. Và thực hiện quy trình thả lỏng. Hãy thả lỏng toàn bộ cả phần bàn tay nữa. Để các ngón tay chúng ta co lại một cách tự nhiên. Từ từ nằm ngửa, chụm sát hai chân. Hít vào hai tay đan lại. Thở ra để vươn căng lòng bàn tay qua đầu. Dưới căng mũi chân, ướt ngược lên. Thở đẩy căng chân, căng tay. Và buông tay. Hãy nằm nghiêng người sang bên phải. Và từ từ ngồi dậy. Để lâu chút nữa buồn ngủ mất. Cái lớp tập trung ạ. Mày lớp ngủ ạ. Mày lớp nghỉ.